Xin chào cả lớp. Trong clip này, chúng ta sẽ cùng ôn tập lại bài đầu tiên. Các bạn lưu ý là ban giảng huấn sẽ để trống một số chỗ trong các slide để các bạn tự điền vào. Trước tiên, chúng ta đã tìm hiểu về thế giới quan khoa học. Thế giới quan khoa học được xây dựng dựa trên 3 nền tảng. Thứ nhất là thế giới xung quanh là có thực và khách quan. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu được thế giới này bằng cách tìm ra các quy luật đó. Và các quy luật này còn gọi là kiến thức. Và thứ ba là cách thức tìm ra kiến thức về thế giới xung quanh là thông qua suy luận logic và bằng chứng thực nghiệm. Các bạn có thể nhận ra rằng thế giới quan khoa học này chính là thế giới quan của các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học tự nhiên như là vật lý, hóa học. Trong khoa học xã hội, thế giới quan này cũng được áp dụng phổ biến nhưng cũng có một số nhược điểm. Các bạn có thể suy nghĩ kỹ hơn về điểm này. Sau khi chúng ta tìm hiểu về thế giới quan khoa học, chúng ta đã rút ra được định nghĩa về nghiên cứu khoa học như sau. Nghiên cứu khoa học có thể được định nghĩa là một cách tiếp cận có phương pháp và có hệ thống để hấp thụ kiến thức mới. Trong định nghĩa này, các bạn chú ý một số điểm như sau. Thứ nhất là tính mới. Tính mới ở đây có nghĩa là mới cho mọi người hay là chưa từng được công bố trước đó. Nếu mà ta khám phá ra kiến thức chỉ mới cho mình hay mới cho một số người thì cũng chưa được gọi là nghiên cứu khoa học. Thứ hai, kiến thức này được khám phá một cách có hệ thống, tức là có mục tiêu, có tổ chức, có quy trình chặt chẽ và minh bạch. Thứ ba, kiến thức được khám phá một cách có phương pháp, tức là các kiến thức này được rút ra dựa trên số liệu khách quan được thu thập và xử lý một cách đáng tin cậy từ một quy trình nghiên cứu được thiết kế kỹ lưỡng và được giới nghiên cứu công nhận. Một số đặc trưng phổ biến của nghiên cứu học là có mục tiêu, chặt chẽ trong suy luận, có tính kế thừa, kiểm định được, khả năng lặp lại, chính xác và tin cậy, khách quan, tổng quát hóa và ngắn gọn. Nghiên cứu khoa học được phân ra thành hai loại. Thứ nhất là nghiên cứu học thuật hay còn gọi là nghiên cứu cơ bản. Loại nghiên cứu này hướng đến việc mở rộng tri thức chung cho loài người. Nghiên cứu ứng dụng ngược lại. Hướng đến giải quyết những vấn đề cụ thể trong cuộc sống hàng ngày, có quy mô nhỏ, phạm vi áp dụng hẹp hơn và thường được thực hiện dựa trên những kiến thức đã được khám phá ra trước đó nhờ nghiên cứu cơ bản. Hai khái niệm tiếp theo mà chúng ta đã tìm hiểu là phương pháp nghiên cứu và phương pháp luận nghiên cứu khoa học. Phương pháp nghiên cứu là các kỹ thuật và công cụ mà bạn dùng để thực hiện nghiên cứu. Trong bối cảnh nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế, ta có thể hiểu phương pháp nghiên cứu bao gồm hai thành phần: phương pháp thu thập dữ liệu và phương pháp phân tích dữ liệu. Còn phương pháp luận nghiên cứu khoa học là một môn khoa học nghiên cứu về các phương pháp nghiên cứu khoa học khác nhau. Vậy thì tại sao ta lại quan tâm đến phương pháp luận nghiên cứu? Lý do là vì trong nghiên cứu bạn có thể có nhiều phương pháp nghiên cứu khác nhau. Việc biết và chọn đúng phương pháp sẽ giúp bạn đi đến kết quả nhanh và đáng tin cậy hơn. Quy trình nghiên cứu khoa học thông thường bao gồm 4 bước lớn. Bước thứ nhất là hình thành câu hỏi nghiên cứu. Bước thứ hai là đưa ra các giả thuyết nghiên cứu, tức là các câu trả lời phỏng đoán dựa trên suy luận logic. Bước thứ ba là tổ chức quan sát và đo lường và phân tích dữ liệu để tìm chứng cứ ủng hộ hay phủ nhận giả thuyết nghiên cứu. Và cuối cùng, bước thứ tư là trình bày kết quả nghiên cứu.